Hành trình tìm về bình yên nội tâm, bài học từ ao nước tĩnh lặng. Phần 1. Hành trình đơn độc qua con đường núi. Ở một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong dãy núi cao, có một lữ khách mệt mỏi lang thang qua các con đường đá sỏi. Gió lạnh thổi qua những ngọn đồi, làm cho tiếng bước chân của cô vang vọng trong sự cô quạnh. Cô đã bắt đầu một hành trình dài, kéo theo sự trống rỗng và mệt mỏi từ tận đáy tâm hồn. Mỗi bước đi nặng nề như thể cô đang mang cả những âu lo và khổ đau trong lòng. Phần 2. Cô đơn trên hành trình. Hành trình của cô không phải vì niềm vui hay mục đích thông thường. Cô đã lang thang qua nhiều nơi, hy vọng tìm kiếm sự thông thái và bình an nội tại. Nhưng mọi con đường cô chọn đều như dẫn vào bế tắc. Đôi khi, cô gặp những người khác cùng chung đường, nhưng chẳng ai trong số họ có thể chỉ lối cho cô tìm thấy bình yên. Thế rồi, một ngày nọ, khi đã quá kiệt sức và gần như từ bỏ, cô tình cờ nhìn thấy một ngôi chùa nhỏ ẩn mình trong những tán cây xanh tươi, sâu trong rừng núi. Phần 3. Gặp ngôi chùa ẩn giữa rừng. Sự tò mò và niềm hy vọng cuối cùng lóe lên. Không còn gì để mất, cô quyết định bước vào ngôi chùa. Ngôi chùa, mặc dù nhỏ bé, toát lên vẻ bình yên kỳ lạ. Không có tiếng người, chỉ có tiếng gió luồn qua lá cây và tiếng chim hót nhẹ nhàng. Lòng cô như dịu lại đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải thoát khỏi sự băn khoăn. Phần 4. Gặp nhà sư. Cô đi qua những hành lang đá cũ kỹ, tiến đến gặp vị trụ trì già, người đang ngồi tĩnh tại dưới một gốc cây cổ thụ. Ông ngước nhìn cô với đôi mắt đầy từ bi, như thể ông đã biết trước cô sẽ đến. Thưa thầy, cô khẩn cầu, giọng run rẩy, con đã đi rất xa, tìm kiếm sự yên tĩnh và giác ngộ. Làm thế nào con có thể đạt được sự bình yên như vậy? Phần 5. Ao nước và viên đá. Nhà sư mỉm cười hiền hậu và ra hiệu cho cô gái trẻ theo mình đến một khu vườn tĩnh lặng phía sau chùa. Trong khu vườn có một cái ao nhỏ, nước trong xanh như gương. Ông chỉ vào mặt nước và nói, hãy nhìn vào mặt nước này. Nó trong veo và yên tĩnh, giống như tâm trí khi không bị xáo động. Cô nhìn vào mặt nước, cảm nhận được sự yên bình lan tỏa từ cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên, nhà sư lấy một viên đá nhỏ và thả nó xuống ao. Nước gợn sóng, từng vòng lan rộng ra, làm mờ đi hình ảnh phản chiếu. Khi tâm trí bị lo lắng và bận rộn, nó giống như mặt nước này. Con không thể nhìn thấy rõ ràng, không thể phản chiếu sự thật. Cô chăm chú quan sát, nhưng trong đầu vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Nhà sư lặng lẽ ngồi xuống, đôi mắt khép hờ như thể ông đang lắng nghe sự xao động trong lòng cô. Sau một lúc, nước trong ao dần trở lại yên tĩnh. Ông nhẹ nhàng nói tiếp, nhưng nếu con kiên nhẫn và để cho mọi thứ lắng xuống, tâm trí của con sẽ trở lại trạng thái trong trẻo. Bình an không phải là điều gì đó có thể cưỡng cầu, mà là trạng thái tự nhiên của tâm trí khi không bị xáo động. Phần 6. Gợn sóng tan biến. Cô gái cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng lần này, cô không khóc vì đau khổ, mà vì sự giải thoát. Cô hiểu ra rằng tất cả những gì cô tìm kiếm bấy lâu không phải ở đâu xa xôi, mà ở chính bản thân mình. Những gợn sóng trong tâm trí cô đã dần tan biến, và một cảm giác nhẹ nhàng bao phủ lấy cô. Phần 7. Lời tạm biệt và sự khởi đầu mới. Nhà sư thấy cô đã lĩnh hội được bài học, đứng dậy và đưa cho cô một chiếc túi nhỏ. Trong túi này có một viên đá, ông nói, hãy mang nó theo trong suốt hành trình của con. Khi nào tâm trí con xáo động, hãy nhớ về mặt nước trong vườn này và để viên đá nhắc nhở con về sự bình yên thật sự. Cô gái nhận lấy chiếc túi, cảm ơn nhà sư và rời đi, tiếp tục cuộc hành trình, nhưng lần này với một trái tim nhẹ nhõm và một tâm hồn tĩnh lặng. Trên mỗi bước đường sau đó, cô không còn tìm kiếm bình an nữa, bởi vì cô biết rằng bình an luôn ở ngay trong cô, chỉ cần cô biết lắng nghe. Phần 8. Bài học cuộc sống. Từ câu chuyện trên, ta có thể rút ra một số bài học quan trọng về cuộc sống và tâm hồn. 1. Bình an đến từ bên trong. Nhiều người, giống như nhân vật trong câu chuyện, thường tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, bài học của nhà sư cho thấy rằng bình an không phải là thứ có thể tìm thấy từ ngoại cảnh, mà là trạng thái tự nhiên của tâm trí khi không bị xáo động. Bình an thực sự tồn tại bên trong chúng ta, và chỉ khi chúng ta ngừng chạy theo những nỗi lo âu, tâm trí mới có thể trở lại tĩnh lặng. 2. Kiên nhẫn và buông bỏ. Trong cuộc sống, khi gặp phải khó khăn hay căng thẳng, tâm trí ta thường trở nên rối loạn như mặt nước bị ném đá. Bài học ở đây là hãy kiên nhẫn và để cho mọi thứ tự nhiên lắng xuống, đừng vội vàng hay cố kiểm soát mọi thứ. Khi buông bỏ được những lo lắng và phiền muộn, bình an sẽ tự khắc trở lại. 3. Hiểu rõ bản thân. Cuộc hành trình của cô gái không chỉ là hành trình về thể chất mà còn là hành trình tự nhận thức.
đôi khi, ta phải đối diện với những khó khăn và thử thách để nhận ra rằng mọi câu trả lời đã nằm sẵn trong bản thân mình. Việc lắng nghe và hiểu rõ chính mình là chìa khóa để đạt được sự yên bình và hài hòa. 4. Bài học về sự tĩnh lặng, giống như mặt nước chỉ phản chiếu rõ ràng khi nó yên tĩnh, tâm trí cũng vậy. Khi ta cho phép mình ngừng lại, tĩnh tâm và quan sát, ta mới có thể thấy rõ ràng và sáng suốt hơn về cuộc sống, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Câu chuyện này khuyên chúng ta hãy sống chậm lại, biết buông bỏ những áp lực không cần thiết và tìm kiếm sự bình yên từ trong lòng mình thay vì từ thế giới bên ngoài. Nếu bạn cảm thấy được truyền cảm hứng từ câu chuyện này, hãy ấn nút thích để ủng hộ chúng tôi, chia sẻ nó với bạn bè và để lại ý kiến dưới đây với suy nghĩ của bạn hoặc những câu chuyện thiền mà bạn muốn nghe tiếp theo. Đồng thời, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những khoảnh khắc truyền cảm hứng và yên bình tiếp theo của chúng tôi. Sự tương tác của các bạn là nguồn động viên cho hành trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành trên con đường trí tuệ và giác ngộ cùng chúng tôi.